Có mùi chuột ở đây rồi. Đấy, cái con chim đấy bây giờ nó đẻ, nó nở được cây nhờ. Ờ, hay nhỉ. Tài thật đấy. Không cho cầm khuyên mãi nó để lại. Con chim nó để lại xong rồi mình phải dịch chỗ, không sợ nó quay lại nó lấy về nó nuôi không được, cái tội nghiệp nữa. Milan về rồi à? Milan về rồi, em phải bảo ai nhốt đi chứ không nó vào nó gà con của em đóng mà. Em bảo em nhốt nó đi. Đóng cửa sắt lại hoặc là phải vào mà nhốt nó đi. Cho Phú Quốc lúc nào nó cũng thích đi tìm chuột, gần như đấy là một sở thích của nó, cứ thả ra là nó đi tìm chuột. Thú vui của nó là được leo trèo săn bắt chạy nhảy. Thú vui của cháu Phú Quốc. Hay là đồng chí Hưng một tay quay một tay giúp. Hay là chú xuống một tay quay một tay giúp. Hay là chú xuống một tay quay một tay giúp. Một tay vứt gạch. Mấy giờ rồi, hoặc hỏi hoặc là gọi Hải ra. Cái nó chắc là nó nằm đây rồi. Vấn đề là chó nó khó quá ra, chắc là chuột nào ở đấy rồi. Ôi, đi nhẹ nhẹ thôi, đinh trước.
đấy đấy đấy, chuột ở đấy đấy. Vấn đề là bây giờ nó khó, nó dùng mỏ nó khó. Đạo, 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 lấy cho cục đá, lấy cho cục đá. Cục đá ném gạch, đấy rồi, à, ném chuột, đây rồi. Đạo cầm cái này này, thấy con chuột mà ném, nhá. Đừng có ném vào, chú Hưng mới ném vào con chó nhá. Để chú quay, quay nghe điện thoại. Đây, chuột đấy rồi kìa. Đâu rồi? Đừng có ném vào chú nhé. Chuột đấy dưới chân chú rồi kìa. Đó, hình như đây con vện hoặc nếu đi sai gì đó. Đi ra. Đó, đó, nằm đấy rồi đó. Nằm ở đó, nằm ở đó rồi. Đó. Ê, đây, đây, kia, kia. Rồi, xong rồi, trong phim rồi. Trong phim rồi. Nhanh như chớp. Quay. Nhanh như chớp. Quay cái đấy mình đâu có quay được đâu mà quay. Đấy. Quay lên có đưa lên Facebook thì được, đưa lên YouTube thì không không được. Thì đưa lên YouTube đây là cảnh nhạy cảm nên là chúng tôi sẽ không quay cận cảnh. Nếu mà Hưng có quay cận cảnh thì đưa cái đoạn đó lên Facebook thôi. YouTube thì nguyên tắc cộng đồng người ta không khuyến khích những cái cảnh bạo lực. Siêu nhỉ. Không đi xa nữa, bắt chuột đúng là đỉnh cao luôn đấy. Rồi, lại có cây lại có chất bổ dưỡng cho cây rồi. Ủa, sao đấy? Có con gì khác à? Có con gì đấy, ếch lên đó. Chuột hay ếch. Ở đây có ếch, mấy con ếch á. À, bình nhông à. Ôi, ếch, ếch bắt chứ, ở nhà cóc. Này mà ếch nói gì nữa. Thôi đừng để chó nó cắn nhầm con cóc, con cóc mình cóc. Không có, đôi khi nó vội, nó ngập nhầm, nó biết thì thôi, nó không cắn. Ở đây hồi trước có mấy con ếch ở đây mà. Bây giờ không biết còn nữa không. Này, Đạo đi ra ngoài đấy đinh nhé. Đi từ từ cẩn thận, nhìn cái chân ấy. Đinh thì dẫm phải đinh đấy. Chuột để tí nữa chú Hưng cầm về chôn gốc cây. Vện thì chỉ thích bắt cho vện thì thích bắt cho vui thôi. Nó con đen hồi xưa nó bắt chim mà, nó bắt xong rồi nó đưa lên cho mình là nó thả đấy, nó đi bảo nó cặp nó không cặp nữa. Cọp 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 ấy, cọp cọp ấy. Cái gì? Được rồi cóp. Thì chú về đi anh 2 phút nữa. Đó, 2 phút nữa chú về cùng cũng được. Ôi chết rồi, mấy con chó nhà đấy ra. Thì thôi cho cọp nhà mình vào ấy. Nó lại cắn nhau với chó người ta đấy. Nhốt đi, nhốt mấy con chó nhà mình đi. Lên.
Ven, 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 ven. Ven. Vậy là hôm nay đã bắt được một con chuột. Tuy nhiên là như chúng tôi đã nói là những cái cảnh nhạy cảm, bạo lực hay máu me thì chúng tôi sẽ không đưa lên YouTube. Chứ nguyên tắc cộng đồng của YouTube không cho phép điều đó, không khuyến khích điều đó mà cũng không cho phép luôn. Cho nên là chúng tôi chỉ có thể quay từ xa, hoặc nếu có đưa thì chỉ đưa lên Facebook mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.